Em chào các bác. Hôm nay nhân dịp cuối năm thì em sẽ bán gộp mấy cái cây lan kiếm trắng đột biến. Em sẽ bán combo 5 cây này luôn. 5 cây này thì em bán là 200.000 các bác nhé. Bình thường những cái cây này em bán là 20.000 thân. Nhưng mà dịp cuối năm này thì em bán từ giờ đến 30 tháng 12 năm 2022 thì em bán 5 cây, 5 loại kiếm là 200.000 một đơn. Thì đầu tiên thì là cái cây vàng ánh bầu. Vàng ánh bầu thì nó có khoảng từ 3 đến 4 thân các bác nhé. Đầu tiên là vàng ánh bầu 3 đến 4 thân. Thứ hai là tuyết ngọc. Tuyết ngọc nó cũng khoảng 3 thân, nếu nhỏ thì là 4 thân, to thì là 3 thân. Thứ ba là bicolor xanh. Cái bicolor xanh cũng là 3 thân các bác nhé, 3 thân. Và cây vàng tiên quang. Vàng tiên quang em nghĩ hoa dài nhất ở đây. Trong 5 cây này vàng tiên quang là dài nhất thì nó cũng là 3 thân. Còn cây này là cây vàng cánh chim. Vàng cánh chim các bác nhé. Thì đấy là 5 loại, 5 loại lan kiếm trắng đột biến, trắng vàng đột biến và đã nở hoa anh em rất nhiều lần rồi. Ví dụ như 5 cái chậu này thì tối thiểu các bác sẽ nhận được là 15 thân. Đấy, tối thiểu là 15 thân các bác nhé. Thì là em bán một cái combo này là 200.000. Là em sẽ nhổ gửi thì nó sẽ an toàn hơn, nó sẽ đỡ cước hơn. Còn nếu mà để cả gửi tốn cước lắm, tiền cước bằng tiền cây luôn các bạn. Thì đây là em bán từ ngày hôm nay đến ngày 30 tháng 12 các bác nhé. Các bác nào có nhu cầu chơi hoặc tập chơi thì mình có thể sưu tầm một bộ về mình chơi, nó cũng rất là hay. Thì các bác lấy cái cây nào nó có thể liên hệ số điện thoại giúp em. Đây là combo 1 các bác nhé. Còn cái bộ số 2 thì sẽ là cái combo khác các bạn. Cảm ơn tất cả các bác. Em chào các bác.